Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào anh. Anh chào Minh Hoàng, chúc gia đình Minh Hoàng nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Anh nói to lên chút ha. Dạ. Rồi, anh chào quý vị khán giả nè. Xin chào quý vị khán giả trong nước cũng như ngoài nước. Lời chào thân thương và lời chúc tốt đẹp nhất. Rồi, bây giờ anh cho biết họ tên cũng như mình sinh năm mấy luôn anh ha. Tôi tên là Lê Công Lực, năm nay 63 tuổi. Hiện nay đang sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Công Lực. Anh Lực sinh năm 1961 ha. Dạ. 63 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh Lực có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Dạ, đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Lực yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được anh ha. Dạ. Anh Lực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của anh trong video này. Rồi anh Lực, anh kể về hôn nhân gia đình của anh đi. Thì hôn nhân của tôi thì tôi có vợ, trong gia đình là vợ và ba con. Thì vợ tôi không may thì đã mất năm 2016, nay cũng là 8 năm rồi. Cả con tôi thì trước khi vợ tôi mất thì ba đứa, nhưng đứa nhỏ thì đang học cấp 2. Thì nay cháu nhỏ cũng đã ra trường đại học rồi, học xong rồi. Và cái cháu lớn thì nay là đang ở sĩ quan quân đội ở ngay thành phố Biên Hòa. Còn cháu ở giữa thì có là cũng đã ra trường đại học, đi làm được gần 4 năm rồi. Ồ, vậy là chị mất nay cũng 8 năm rồi anh Lực ha. Rồi, 8 năm rồi. Dạ. Các con của anh cũng thành công và lập gia thất hết rồi ha. Rồi, nhà tôi cũng rất là vui. Khi cả con tôi là cũng đã trong khi sự cố gắng đã học được đại học. Thì nay cũng đã có công ăn được làm rồi. Thì như vậy cũng rất là vui, rất là mừng. Chúc hoàn thành của mình. Dạ, có như là có một sự gian nan trồng treo để nuôi con nuôi cái, lo cho con ngày đi làm nhưng về phải lo cơm nước cho các con, cả con chỉ có học thôi chứ không cần phải lo cơm nước. Tôi là chăm cả con từ nhỏ đến giờ thì là con lớn. Dạ. Yeah. Như tôi như tôi cũng muốn đến bên này để coi như tìm một thì mình đẹp đâu đó, nếu như phù hợp mình về mình có thể sống với nhau thì trọn đời, từ nay về sau trọn đời luôn. Chăm sóc cho nhau, ốm đau bệnh tật như hàng ngày, mình đi đâu cũng có nhau bên cạnh, thăm các cháu chơi hoặc là đi về quê hoặc đi đâu thì mình có bên cạnh để cho mình có một cái niềm vui trong cuộc sống và có những là để thúc đẩy cho mình thêm tăng thêm về sức khỏe tốt hơn. Anh Lực, anh đang ở trong ngôi nhà của anh ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay là nhà của ai? Tôi ở trong nhà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi có một căn nhà này thì cũng căn nhà nhỏ thôi, ở sống cùng đủ cho ba cha con ở thôi. Và tôi có một cái nhà cũng to cũng cho thuê để kiếm tiền nhất nhiều các con, thì nói chung là lương nào cũng không được nhiều lắm. Thì mình cũng những người và tôi cũng là nghỉ hưu từ năm 2021 rồi, cách đây gần 3 năm rồi. Và hiện nay tôi cũng đang đi làm cho một công ty máy, thì đi làm một ngày 8 tiếng thôi, và một tuần thì chủ nhật được nghỉ thì lương cơ bản được 8 triệu, còn có phụ cấp nữa. Hiện nay anh đang đi làm công nhân may ha. Đúng rồi, tôi đang đi làm tại vì ở nhà buồn quá chứ không ai được làm, không có thì cũng buồn, ở nhà không có ai. Các con thì lo được, đi làm mình ở nhà buồn thì mình phải đi làm để cho vừa có thu nhập luôn, vừa mang cái tình dục đồng viên an ủi bản thân, vui hơn, rồi có bạn bè, rồi có người nhà người kia, có tâm sự trao đổi, rồi có rồi vui hơn, rồi thoải mái hơn, vì vận động cuộc sống mình thì khỏe hơn. Yeah. Anh Lực, anh làm công việc may của công ở công ty lâu chưa anh?
Tôi làm công ty này, khi tôi về hưu xong rồi tôi qua làm cái công ty máy này. Tại vì công ty máy này tôi làm phụ kho thôi, chứ tôi không phải phải thợ máy. Trước kia anh làm ở mình là công chức nhà nước anh? Không, trước kia tôi cũng làm cho công ty, tôi cũng làm công ty của nước ngoài. Thì tôi đã nghỉ hưu năm 2021 rồi. Vậy là bây giờ thu nhập của anh cũng ổn định ha? Thu nhập thì cũng bản thân tôi tốt, nói chung là ổn định. Tại vì nuôi cả con, bây giờ cả con lớn như từ lớp được thì mình càng ngày càng tốt hơn. Như lời anh nói thì ngoài cái lương 8 triệu, rồi còn tiền hưu, rồi tiền một cái gì nãy anh nói cho thuê nữa. Mà còn dịch cũng cho thuê. Nói tóm lại là anh cũng mười mấy triệu một tháng rồi, cũng khỏe rồi ha. Thì cũng tạm ổn, nói chung tạm ổn thôi, nói chung là cuộc sống cũng tạm ổn thôi. Dạ. Anh Lực nè, hình như chất giọng của anh hình như người Nghệ An thì phải đúng không? Tôi quê ở Quảng Bình. Ồ, Quảng Bình. À. Quảng Bình nó cũng thuộc về miền Trung anh nhỉ? Thì mình cũng đó, còn bên là Bình Chị Thiên cũ đó, Bình Chị Thiên cũ đó. À, Bình Chị Thiên cũ ha. Anh vào Sài Gòn lâu chưa anh Lực? À, lâu rồi, tôi vào Sài Gòn lâu rồi, cả con tôi sinh trong Sài Gòn này hết. Dạ. Anh Lực cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu nè? Tôi cao 1m70, nặng khoảng 61, 62, 61 nè. Ồ, cao dữ nha. 1m70 dáng chuẩn đẹp à, men luôn ha. Nói chung là hơi thiếu kilo, đằng này thì khoảng từ 70 kg sức út, nhưng mà 61 thì còn nhiều lắm. Nhìn cũng đẹp lão phết. Dạ. thấy hình ảnh Zalo anh là cũng một tay thích đi ca nhạc hay gì, thấy đứng sân khấu cầm micro hát đâu cũng ngầu quá vậy. Thì cũng lâu thì nói chung là cũng giao lưu, nói chung là vì có tiệc cũng gặp cháu với đám cưới thứ thì cũng có lên làm một bài cho nó vui, cho giống như mình cũng thể hiện thì tình cảm được với các cháu các con vậy đó, nhưng mà tình cảm thì vui thôi chứ cũng không phải là phải cả nhiều. Anh thuộc cái bài Huế của tôi không? Huế hả? Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. Để cho xin chào Tinh Hoa ngay, tôi thẳng với đoàn được nhé. Rồi, ok. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Từ chiếc nón bài thơ, từ những nỗi âm trầm sâu lòng thầy. Tới Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào, rộn vang tiếng ca. Huế khúc hát kiên cường, gửi lòng với Huế, xin hát thẳng bài ca, giữ đồng tình ta về. Ok, quá hay. Cái giọng Bình Chị Thiên thì cũng sát Huế, ngày xưa cũng là Huế mà. Dạ, nếu đó không có chuẩn bị chết, Bình Chị Thiên là má tỉnh nhé. Còn Bình Chị Thiên là một tỉnh nhé, nhưng mà chưa là một tỉnh. Anh Lực nhìn thấy cũng đẹp lão ha, cũng có tinh thần yêu âm nhạc. Yeah. Nhìn cái vẻ mặt anh có vẻ cũng sảng khoái, cũng hiền á. Anh Lực, anh có cái ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm thì của tôi ưu điểm thì cũng không có nhiều, chỉ có việc là mình cũng chăm sóc gia đình thôi, con cái thôi, cũng không có rượu chè. Nói chung là tôi cũng không rượu chè, không có nhậu nhẹt, không có thuốc lá. Cà phê thì buổi sáng, với chè thì buổi sáng cũng được, nhưng mà giả sử như buổi tối mà uống thì ngủ cũng được. Anh nhà tôi cũng ít uống lắm, ít sử dụng.
Yếu điểm. Còn rượu thì coi như là buổi tối thì uống một ly thôi. Buổi tối thì mình có ngâm rượu đó. Ngâm rượu là rượu ổi này, rượu xín này, rồi rượu coi như là xê rí. Nói chung là các cái loại trái cây thì mình uống một ly vậy, chứ mình ăn cơm mình uống một ly cho nó giống như là thùng dòng vậy thôi, chứ không phải là viên gì cả. Có nghĩa là cho nó giãn gân giãn cốt ha. Đúng rồi, thế thôi, mình cũng cho nó đồng viên người tinh thần cho nó vui vậy thôi, chứ cũng không phải là hám muốn chi mà rượu che. Rồi còn yếu điểm nè. Yếu điểm thì tôi cũng chung là cùng các bạn bè thì có như là mình cũng ít giao lưu với người ta, thì người ta cũng không có thân mật như vậy lắm. Bởi người ta mình cũng lo lắng gia đình nhiều quá. Thì mình cũng tình thỏa cũng có, người ta cũng có mượn tiền mượn bạc, thì người ta cũng cứ hưởng, nhưng mà nói gì nó không nhiều, nhưng mà người ta tâm trạng người ta nó cũng được được ấy lắm. Cho nên đi thân ra mình cũng phải thôi. Vậy tâm mà tôi bản thân tâm tôi thì tôi cũng làm từ thiện, nói chung là cũng bây giờ tôi đang làm thiện nguyện, lâu lâu cũng đi với cái nhóm mà làm thiện nguyện thôi, nói chung là cũng được nhiều, nhưng mà mình cũng lâu lâu tổ chức đi chỗ nhà chỗ kia để thăm những cái người mà họ hoàn cảnh khó khăn, họ ốm đau bệnh tật đó. Mình suy nghĩ họ cũng kiếp người, mình kiếp người mà kiếp người, người ta sao sinh ra khổ quá chứ. Tôi thăm trong cái gia đình đó mấy người dân luôn, người ta bố người ta phải xích lại tôi quá trời. Mình bố đó mình thấy cái nước mắt mình cũng chảy ra luôn, buồn cho thì một chút người của họ, mình rất là buồn đó. Và tôi cũng hay chảy nước mắt lắm, vì mình là ông cho nhiều lúc mình thấy một cái điều đó mình hay khóc ra. Đúng rồi, tại vì đấy thì còn như cái thời gian là vợ tôi mất, tôi cũng khóc nhiều lắm, vì mình cũng khóc rất là nhiều, vì mình cứ thương tiếc, mình cứ suy nghĩ trong lòng vậy đó, thành ra mình vẫn khóc đó. Thành ra còn những cái vấn đề trong gia đình mình bị nặng nhẹ quá, thành ra tôi cũng có thời gian quá cũng không có tâm sự ai, cũng không có giao lưu nhiều đó. Mình cũng cố gắng để giữ gìn, để coi như nuôi cả đi học cùng đồng ý tốt, cố gắng học lên để sau này có con người làm rất tốt. Bây giờ nếu như không học thì sau này rất là khổ cho bản thân, thì tôi cũng lo lắng về thôi, mình sinh con thì mình phải lo lắng cho con để thôi, thì cũng bị nhỏ tăng. Bởi vì chị mất cái gà trống nuôi con, nên thành ra cái vấn đề giao lưu tiếp xúc với bạn bè cũng hạn chế để lo cho các con ha. Dạ đúng rồi, ít đó đúng không? Dạ. Rồi chị mất 8 năm nay, các con thành đạt hết rồi, đi vô trong làm công nhân, mấy chị em phụ nữ công nhân trong đó đẹp hà luôn, họ có chị nào kết không? Dạ cũng không có ai cả, nói chung là anh không có, nói chung là thì một là cái tuổi tác này cũng không ngắn bằng mình lớn như người ta, cũng tuổi nhỏ lắm, khoảng từ 43 mấy à. Rồi hơn nữa là người ta cũng có gia đình cả đô hết, mình cũng không phải, chẳng qua cũng đua đi cho vui thôi, nhưng tâm trạng thì cũng gặp nhau thì cũng giống như cho vui như thế thôi, chứ không phải là không có gì cả, chưa hề có một ai hết, từ lâu đến giờ là chưa hề có ai hết. Rồi anh Lực, anh xem chương trình bao lâu rồi? Thì cũng xem chương trình thì cũng hơi lâu lâu rồi đó, nhưng mà rồi cũng nhiều lúc cũng trong tâm cũng muốn để lên chương trình một lần để cho biết, bởi là mình có thể là mình thay đổi thì bản thân mình, nhưng mà bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh gia đình mình, con cả mình đã còn học hành, đã còn nhỏ dài rồi đó, mình không thể nào mà lên được, mình lên thì mình ăn nói như thế nào mà mình phải thực hiện như thế nào là điều quan trọng. Nên như tôi chưa có ý lên, thì bây giờ thì con cái mình cũng là tốt rồi, cũng cũng tạm ổn, thì thôi mình cũng lên đây, thì bây giờ tuổi tác ngày càng cao, lên chương trình này thì coi như mong hy vọng rằng có một mình đẹp nhau đó, mà mình gặp mình phù hợp nhau, mình tìm hiểu nhau để mình về cùng nhau để chăm sóc cho nhau về những về cái tuổi già, những cái năm cuối cuộc đời nó cần nhất là lúc ổn đau bệnh tật thôi, chứ bây giờ mình khỏe mình đi làm bình thường quá rồi, cũng đau bệnh mình có thể đi làm, mình có thể về nấu cơm nấu được ăn bình thường, mình cũng không có gì cả. Rồi xong rồi mình cứ xem TV hay là mình xem trên mạng có điều gì đó thôi, chứ mình cũng không có đi đâu nhiều đó, cho nên mình cũng phải cần thì đến đây để đến đây để tìm được người đó.
để mà cùng nhau để có những vun đắp cho cuộc sống tương lai sau này. Dạ, rồi bây giờ anh đưa ra cái tiêu chí anh chọn là mẫu cái nửa bánh ghép của anh là mẫu người như thế nào? Thì một người tôi chọn thì cũng không phải là xấu đẹp, cũng không phải là cao, thì còn người đó là có như việc yêu thương đó, yêu thương nhau đó, người trân trọng nhau, tôn trọng, rồi sẵn sàng là coi như là để lo lắng cho nhau và cùng nhau để vậy cuộc đời chứ cũng không cần chi là giàu nghèo, cũng cần chi sống đẹp gì cho có một người mà coi như mình biết là coi như cái người đó có thể là phải với mình là được. Rồi độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu anh Lực? Thì nhiều tuổi bây giờ tôi thì cũng lớn tuổi rồi, 63 tuổi rồi, thì chắc cũng cho mình người khoảng cỡ chắc 55 cho đến 63 đi. Đúng rồi. Ok, từ 55 đến 63. Anh có thích chị đó vùng miền nào không? Vùng miền nào cũng được hết, không có quan trọng vùng miền luôn. Có công an việc làm cũng được, còn không có thì về ở với anh rồi cùng nhau phụ anh đi làm Cũng cũng được được, đúng không? mà cái đâu có ý đâu, bây giờ mình cũng đâu có suy nghĩ về mà tinh tế nhiều nữa đâu, cuộc sống cùng xã hội dù sống ăn uống bây giờ không bao nhiêu hết chứ, chỉ có một lần đi làm tiệc thì nó hơi nhiều xíu thôi, nhưng bây giờ ăn uống nhiều hết chứ, nói chung mình cảnh tăng chăm sóc nhau là được rồi, bây giờ có như vậy nữa mình nhớ nhà thì có mình nhớ được người vợ thì mình cũng chắc cũng ở nhà chứ không đi làm được rồi. Lớn tuổi rồi mình cũng phải hưu thôi Dạ đúng rồi, thì bây giờ mình nghỉ hưu rồi mà, cho nên thì mình chắc cũng ở nhà thôi, chẳng qua đây đi làm, chẳng qua là vì ở nhà buồn quá đi, không biết làm gì, rồi là sinh ra nhậu nhẹt các thứ đó, đi bạn bè hay rủ rê mình không đi, thì người ta cũng hay nói mình cái như cái kia, mà để đó mình uống được, nên là tâm trạng của người mình uống được, mình uống một vài lít là mình cảm thấy trong người là mình mệt, mình uống được, nên là cũng khó. thôi Thì thì mình nếu mà có được bánh ghép ở nhà thì mình nghỉ hưu thôi, hai ông bà chở nhau đèo nhau đi chơi rồi ha. nhà sáng đi thể dục rồi coi như là mình đi ghé vô mua ghé vô ăn tô bún hay là gì đó, cho mình muốn bỏ rau mình về mình cùng nhau nấu cơm trưa ăn thì thôi, nhà tâm sự có tivi thôi. Đúng rồi, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Minh Hoàng mới tiếp chuyện và nói chuyện rất là thú vị với một người anh quê Bình Trị Thiên mà đang sinh sống tại Sài Gòn. Lên chương trình đưa ra một cái tiêu chí hết sức là đơn giản, hết sức là đàn ông luôn. Đúng rồi, mình là người đàn ông tìm người phụ nữ để cùng nhau nương tựa tuổi già, không cần giàu nghèo anh Lực ha. Hôm nay anh lên chương trình anh thấy vui không? Thì đây vui, nhưng mà tôi cũng muốn để gửi cho mọi người cùng giống với Nguyễn Minh Hoàng một cái bài thơ, một bài thơ này là bài thơ buồn của tôi, bài thơ cuộc đời tôi 8 năm nay, thì tôi cũng gửi một bài thơ Cũng có để cũng có chuẩn bị sẵn một bài thơ nói về cuộc đời mình hả? Tôi cũng hay thì cũng hay sáng tác thơ lắm, từ thơ bản thân mà mình thơ để mình động viên mình mà, cho nên Rồi thì tôi bây đi giờ với thơ vui. anh Lực nè, bây giờ mời anh đọc cái bài thơ mà nói về cuộc đời của anh ha, để tặng quý vị khán giả cũng như tặng cho Minh Hoàng Bài thơ này là bài thơ, tôi bài thơ của tôi là bài thơ khóc vợ. ha. Khóc vợ. Nghe cái tiếng thôi cái thấy cũng rất là buồn ha. Rồi mời anh. Bài thơ buồn cho nên tôi cũng đọc để cho mọi người cùng được biết cái tâm trạng của cái hoàn cảnh của tôi cái lúc đó có như thế nào, và đến đây đã cố gắng vượt qua như thế nào đó, thì tôi cũng muốn chia cùng như vậy. Rồi mời anh. Tôi cũng xin phép, tôi xin phép với tôi đọc. Thế là hết từ nay em đi mãi, biết ngày nào gặp lại nữa em. Em ra đi chỉ mới nhờ cuộc đời
bỏ lại anh một mình lẻ bóng cánh cửa cuộc đời từ nay đã đóng nhìn quán tài mà dòng lệ tuôn là lúc buồn lắm đó em ơi, không còn nửa tiếng cười em hôm trước, nỗi đau này ai mà biết được. Ôi trời ơi, có hiểu được lòng anh đi. Em hãy quay lại một lần, hãy nhìn những đứa con mình con thơ dại, mất mẹ rồi đời cả không trống trải. Cuộc đời này biết tôi mãi về đâu, tan tan vòng trắng ở trên đầu, lòng nức nghẹn theo dòng nước mắt. Hỏi vì đâu mà tình mình chia, gia đình mình hạnh phúc lắm nhé em, con cái vui cười chồng vợ ấm êm, vợ chồng mình cũng không ước gì thêm, chỉ mong sao con mình khôn lớn hiểu mình. Anh không cơ bài gì đó, không rượu chè xa ngã bế ta, công việc làm xong anh lại về nhà, để phụ giúp trong ngoài lặt vặt. Cơm những anh thích nhất, làm bạc tưởng sơ hạnh phúc tràn đầy. Mà sao em chỉ mới ngày hôm nay, em đã ra đi và em mãi, em ra đi em không hề quay lại. Nhìn chồng em đi lần cuối đời em, đây đây sao thức quên lần cuối đời. Thôi rồi thôi, nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ được cái tấm lòng của anh đối với người vợ quá cố của anh ha. Nhưng mà thôi, nó cũng đã, cái gì đến thì nó cũng đến, cái gì đi thì nó cũng đã đi. Thì cũng trải qua 8 năm rồi. Thì bây giờ mình chỉ lo cho cái người còn ở lại thôi. Cái người đã ra đi thì nó cũng đã ra đi vĩnh viễn rồi ha. Anh cũng bớt u sầu để mình phải tạo cái tinh thần hứng khởi để mình đi tìm cái nửa mảnh ghép mới, cái niềm vui mới để mình sống nốt cái quãng đời còn lại chứ. Chứ mình u sầu hoài thì nó cũng sẽ không tốt đối với bản thân mình, anh Lực ha. Rồi, Minh Hoàng xin nhắc lại các chị từ 55 tới 63 ở mọi miền đất nước. Nếu mà chị em nào thấy mình hợp với cái tiêu chí của anh Lực đưa ra thì nhanh tay gọi về số chương trình. Còn bây giờ chương trình xin chân thành cảm ơn anh Lực. Chúc cho anh Lực nhiều may mắn, gặp được cái nửa mảnh ghép giống như là người bạn đời quá cố của anh ha, để giúp anh thêm vui và yêu đời hơn ở cái quãng đời còn lại anh Lực ha. Rồi thì tôi cũng hy vọng đến nhà của mình, của chương trình của Minh Hoàng, mong sao cũng gặp được một người nào đó mà cũng có như hợp tình hợp lý, thương yêu nhau đó, để cùng nhau tay nhau đi đến cuối con đường này. Thì qua chương trình này thì tôi cũng rất là cảm ơn Minh Hoàng đó. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ với mọi người bằng những câu thơ của tôi như thế này. Tôi Rồi. xin phép làm mấy câu thơ để coi như nhắn nhủ, nếu như giả sử như ai đó mình cảm thấy ý nghĩa với tôi thì mình định nhau À, thôi bây giờ anh Lực nè, thôi bây giờ nhiêu đó mình cũng đủ rồi, thời lượng nó cũng dài rồi ha. Tất cả mọi người cũng sẽ hiểu và sẽ thông cảm và thương cho anh. Bây giờ anh chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc video anh Lực ha. Dạ, tôi của tôi với cùng chương trình thì tôi cũng xin phép chào Minh Hoàng, chúc chương trình hàng ngày trong phát triển. Xin chào tất cả anh em chị em cộng đồng mạng và con cô bác trong và ngoài nước. Lời chúc sức khỏe và gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Lực ha. Xin chào, dạ, xin chào. Dạ.